Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hanh Nguyễn Hải Dương, là một kênh chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị âm thanh. Trong clip ngày nay, Hanh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác về một mẫu loa bãi xịn đến từ thương hiệu DK Đa Đa Kinh và có model là KH12. Đây là một dòng loa sử dụng bát 30, gân nội tầm dầu từ 19 họng 76 và check kèn titan. Phân tần nó cực đẹp, công suất hoạt động từ 350W đến 1600W, độ nhạy là 129 dB. Có thể nói dòng loa này vừa nghe nhạc hay, vừa hát karaoke rất là bay và thoát giọng ca. Phía trước quý vị đó là vỏ thùng. Đấy, là một dòng loa bãi trong tình trạng đẹp xuất sắc. Bây giờ em mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Và phần 2 là em sẽ tháo ruột để phân tích và chia sẻ đến toàn thể quý vị và các bạn. Bắt đầu anh rất căng và sâu, dép sáng và lẩy. Bây giờ là phần 2. Em xin giới thiệu tổng quan về cái nội thất của cặp loa DK Đa Đa Kinh bãi xịn Anh Quốc này. Đầu tiên đó là cái bát của dòng DK. Thì như anh em nào đã xem nhiều ấy, chỉ cần nhìn cái bát này, kể cả cái tem nó không còn, thì đã biết ngay đó là dòng loa DK. DK bao giờ là sử dụng một cái từ là 19. Từ 19, từ dày đúng nhá. Và họng của nó là họng 76. Cái khung nó ấy bao giờ là khung gang. Và nếu úp xuống thì bao giờ cũng chiều múp này. Trông nó rất dày dặn và rất là lịch sĩ đối với cái bát này. Đây là bát nhá. Từ 19 họng 76, khung gang và sắt kẹp loa bằng inox. Thì đó là cái truyền thống của đời là KH12. Tiếp theo phía trong của nó, có nhìn đây. Nhìn cái nhện nhện chưa? Cái nhện là nhện màu bã trầu và màng giấy. Nhện bã trầu màng giấy, cổ hơi dài. Cái cổ này nó hơi dài không nhá? Đấy, hơi dài. Nó không làm sát, nó hơi dài một chút. Họng cực to, từ lớn, họng lớn. Từ lớn, cho vậy âm nó rất là sâu. Tiếp theo là cái bát của nó. Ở phía trên thì nó sử dụng là gân lụa tẩm dầu ba sóng, màng giấy không gấm nước. Đây là bóng này, không gấm nước. Thì đó là đặc thù của dòng bát DK, bát 30. Thì đối với dòng DK này, hiện nay trên thị trường Việt Nam thì có rất nhiều bác dùng rồi. Chất âm của anh rất là lực, giống nó sâu, nó chắc và nó khỏe, nó không bị như dòng 13. Thì đó đặc thù của DK Đa Đa Kinh. Đây là bát quá nhé, rất là đẹp. Bác nhìn ngắm nghĩa cái bát này, độ chất, độ zin, độ xịn của nó như thế nào. Từ to. Thế tiếp theo là về phần check. Thì với dòng DK này, nó sử dụng một check từ leo. Check nó không to,
nhưng không bao giờ chết chép. Từ trước em bán hàng vài trăm đô la DK rồi, KH12 rồi, nhưng mà không bao giờ chết chép. Tít là lít bằng hợp kim nhôm, có kiểu như là cái mũi khế này, từ bé tí nhưng lực từ nó rất là mạnh, cái mật độ điểm từ trên 1 cm³ rất là lớn, do vậy nó có khả năng truyền dẫn được tín hiệu âm thanh rất tốt, không bị tổn hao trong quá trình mà truyền tải, âm ra sáng, giòn và hay. Thế đối với dòng chắp leo này, nó sẽ làm hai nhiệm vụ, thứ nhất là cả phần trung âm, thứ hai là phần check, thì đó là chiếc leo rất là đẹp. Và cái phễu là bằng nhựa tổng hợp rất là dày, và em khẳng định các bác với dòng nhựa này còn bền hơn cả gang, bền hơn cả nhôm, bởi vì đây là nhựa tổng hợp. Các bác thấy những xe con đấy đắt tiền, người ta cũng có thể ở cái mui người ta làm bằng nhựa hết, chứ không phải làm bằng sắt hay bằng nhôm cả, bằng nhựa hết, cho nên độ bền nó cao lắm, để chịu được va chạm rồi mọi thứ. Nhà chắc leo và cái sở trường của DK chuyên hàng nhé. Tiếp theo đó là bộ phân tần của nó, thì bác nhìn chỉ cần nhìn vào phân tần là biết ngay là cái độ chất, độ đẹp và độ đẳng cấp của nó như nào rồi. Đối với nó DK, đây là phân tần. Tại sao em nói rồi, nó cũng cùng một cái dòng loa bát 30 chép như nhau, tại sao có loa hay loa không hay, thì đó chính là phân tần. Phân tần này nó phải là những kỹ sư âm thanh và có rất nhiều máy móc cũng như kinh nghiệm để mà test âm, tức người ta sẽ dùng phân tần này. Cái này cũng giống như bộ vang ấy, như cái vang ấy trong bộ karaoke đấy, thì cái phân tần này cũng vậy, nó sẽ nhiệm vụ là phân chia giải tần cho nó bát, cho nó check đấy, và phối âm để làm sao ngọt nhất, hay nhất. Phân tần này có nhiệm vụ là nó có thể là tính toán trong cả cái thùng luôn nhé, thùng này. Thì đây phân tần nó sử dụng 3 quận cảm, 1, 2, 3. 2 quận cảm là lõi Meka, trên thân đều ghi là DK Audio Made in England. Quận cảm nó là dây đầu chất lượng thôi, dây đầu chịu nhiệt nhé, nó quấn trong dòng máy cắt ấy. Đấy, quận cảm. Và sử dụng 4 tụ điện, trong đó là có 3 tụ bạc và 1 tụ vàng. Đây là những tụ điện cao cấp, linh kiện đắt tiền, nhập khẩu. Và điện trở là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ông bun là 8. Ông bun là báo quá tải 8. Khi nào quá tải nó sẽ đứt hoặc là sáng lên. Điện trở rất to, công suất lớn. Cho nên là riêng chắc DK không bao giờ chết. Và đặc biệt hàng hãng các nhỉ, trên phần tần nó đều có model luôn, KH12. DK là kênh. Website là www.solic.ak.com. Đấy. Hàng chất lượng thường là cấp, và nó chuẩn mức độ từ cái mức hàn, từ cái gỗ này, gỗ phíp này để chế tạo cái phần tần này. Và công suất của nó đạt được, đây là công suất đằng sau, model là KH12, công suất hoạt động từ 400W đến 1600, mã vạch. Đấy, và bãi trên Anh Quốc, hỗ trợ hai đường vào bằng dốc lê chích. Và DK bao giờ nó cũng một cái đời gạt này giống như xe F ấy, bốt và flat, tức là tăng cường thứ bát. Chúng ta sau này đấy, dòng loa xịn, thùng nữa, thùng gỗ ép, ván gỗ ép nhiều lớp, sơn thần bóng, bông kiểu màu trắng. Và đây chính là cái bát loa em có thể quay tổng thể quá cùng chiêm ngưỡng độ chất, độ đẹp của dòng loa này nó như thế nào. Này em bán nhiều rồi, thì vẫn được quay lại, có những bác xem rồi, bác chưa xem, đây là tổng thể của nó, tổng thể của nội thất của loa DK. Thì em có hai đời, một đời là cái chặn loa này, nó một chắc lưu trích, nó có màu vàng, và đời có hai chắc lưu trích, nhưng bát chép phân tần thùng như nhau, nó chỉ khác nhau vào cái đít loa này thôi. Đít loa hay còn gọi là cái chặn loa này, có đời là một cái, rồi hai cái bác nhá. Bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 110, giá là 9.500.000 đồng bọc ship, với số tiền là 9.500.000 đồng. Bạn đã sở hữu ngay một cặp loa xịn, hành quốc sản xuất, loa chuẩn, loa đẹp, bao zin, bao xịn, bao hay, bao đẳng cấp luôn. Thành viên chào bác ạ.